anh chị bạn không có con thế hả? Cũng biết chọn đúng loại ra phết đấy chứ nhở. Chồng của em mà lại. Sống thì em phải có cá tính riêng chứ. Chứ cứ đi bắt chiếc người ta mãi thì cũng không thể nào giống bản chính đâu. Alo em đây. Vợ của anh đã ăn gì chưa? Em ăn rồi. Mà hôm qua anh có cuộc họp muộn như thế, mong sao hôm nay anh dậy sớm nhé. Tại anh nhớ vợ quá, chỉ mong trời mau sáng để gọi hỏi xem em thế nào. Này, anh không sợ thằng Tài nghe thấy đấy à? Tôi yêu vợ tôi nhất mà. Anh cứ trêu em. À mà này, tối nay mấy giờ anh về đấy? Anh sẽ bay chuyến bay sớm nhất, nhưng cũng muộn đấy. Anh sẽ về cùng thằng Tài luôn, nên em không cần ra đón đâu. Vâng ạ. Bây giờ em đang bận công việc chút nhá, anh ngủ thêm đi. Em chào chị ạ. Chị ơi, cho em nộp báo cáo ạ. Mà hai anh chị cứ như kiểu vợ chồng son ấy. Cậu này, son gì nữa, chị già rồi. Chị nói thế nào, chị thì đang trẻ đẹp như thế này mà anh Đức nhà mình ấy càng ngày càng đẹp trai. Em nói chị nha, chị không cẩn thận á, có con khác ấy nó bắt luôn đấy. Cậu nữa. Này, giấy tờ ở trên bàn ấy chị ký xong rồi đấy. Hôm nay chị phải về muộn, có cái gì thì báo trước cho chị nhá. À, dạ vâng ạ. Em chào chị ạ. Ơi, anh về rồi này. Anh về rồi đây à? Anh về với vợ rồi đây. Anh vào đi tắm đi rồi còn ngủ. Anh không tắm mà vào làm việc luôn có được không? Thôi, vào tắm đi, tắm muộn ốm bây giờ. Chị Tuấn lại. Chẳng lẽ ai để quên điện thoại ở nhà mình sao? Cô ta rồi còn nhớ tới em không hả? Hay hôm nay ở nhà với vợ nhé. À anh này, hôm nay thằng Tài nó bảo đến nhà mình ăn cơm đấy. Thế à, nó hẹn mấy giờ để anh còn sắp xếp công việc về sớm? Nó bảo với em là 5 giờ, tầm đấy anh đi làm về, anh tắm táp xong, nó đến là vừa. Anh nhớ rồi. À, hôm anh đi Pháp, anh thấy bên đấy thời tiết cũng hanh khô, thế là anh mua cho vợ thỏi son dưỡng đấy. Để xem nào. Cũng biết chọn đúng loại ra phết đấy chứ nhở. Chồng của em mà lại. Mà nói thật, hôm đấy anh cũng không biết mua gì đâu. Thế là cũng nhờ họ tư vấn cả thôi. Thôi, anh cũng muộn rồi, anh phải đi làm đây. Bye bye vợ.
Không ngờ ông lại có cô em họ xinh xắn thế này nhở. Trả bù cho ông anh. Này, bà cứ chê tôi thế nào ấy chứ, có khi ấy, tôi mà ra ngoài còn phong độ hơn cả chồng bà đấy. Chị cứ nói quá. Chị già rồi mà trông như kiểu 20 tuổi thế này mới đáng ngưỡng mộ chứ ạ. Thấy chưa, đã thấy còn khéo nói nữa. Thế này thì phải có mấy trăm vệ tinh xung quanh đấy chứ. Em nhở? Dạ cũng có. Nhưng mà em có vệ tinh riêng của em rồi ạ. Ôi, thế thì chắc người ta phải đẹp trai lắm đúng không em? Cũng hơi lớn tuổi, nhưng được cái yêu em với chiều em lắm ạ. Thôi em, chuyện riêng của người ta. Ơ kìa anh, em xuống thoáng nên em cảm thấy bình thường lắm. Mà sao anh chị mãi không có con thế ạ? Thì con là của trời cho mà em. Thì bây giờ anh chị vẫn sống hạnh phúc đây thôi. Anh Đức anh ấy bảo chị ý, bây giờ có con anh ấy sợ là phải chia sẻ tình cảm. Anh nhở? Nói ra thì lại chết. Thôi, mọi người uống đi, ra hoa quả nào. Ăn đi này. Để anh ngồi đi nhá, để em vào lấy thêm hoa quả. Ừ, em vào lấy. Để uống đi không? Rượu ngon không? Rượu đấy không ạ? Mùi nước hoa này giống mùi của anh ấy cho mình. Anh này, tại sao anh lại biết là em đang muốn mua lọ này? Muốn biết thì sẽ tìm cách thôi mà. Em có thích không? Em thấy mùi này rất thơm với cả dịu. Anh cũng chưa tặng nước hoa cho phụ nữ nào đâu. Em là duy nhất đấy. Thế chẳng lẽ người phụ nữ khác anh mua cả nhà cả xe cho họ? Em có một mùi rất riêng mà không ai có thể cho anh cảm giác đấy được. Đàn ông các anh ấy khéo nịnh lắm. Linh ơi, mời bà. Hoa quả đi thôi. Thu này, dạ. Em cũng dùng mùi nước hoa này đấy à? À dạ vâng, của người yêu em tặng chị ạ. Tuần trước anh Đức anh đi Pháp về cũng tặng chị một mùi hương cũng giống y thế này luôn. Ôi thế ạ, anh chị hạnh phúc đấy. Em ước gì cũng được hạnh phúc như anh chị. Thôi, giống chị làm cái gì? Giống ấy thì em phải có cá tính riêng chứ. Chứ cứ đi bắt chiếc người ta mãi ấy, thì cũng không thể nào giống bản chính được đâu, anh nhở? Thôi, mọi người uống. Bà, chị Lý. Uống đi. Mình còn hai lần nữa, anh ấy thường đặt mật khẩu rất là đơn giản. Nhưng mà nó là gì vậy? Thì ra anh ta để năm sinh của anh ta, đúng là quá đơn giản. Mật khẩu cứ đã nhắn vào điện thoại rồi đây, anh xem đi. Anh đã đến chưa? Thank you.
Em vẫn đẹp như ngày xưa nhỉ? Già rồi bây giờ có nếp nhăn, làm sao mà đẹp như xưa được nữa. Nhưng trong mắt anh, em vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Chỉ tiếc một điều rằng em đã thuộc về một kẻ không ra gì thôi. Anh nói thế là sao? Là em luôn cự tuyệt tình cảm của anh mà đến với cậu ta, nên anh tiếc thôi. Tại sao anh lại không nói chuyện đó với tôi? Chuyện gì? Nếu mà anh nói, tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị của anh. Thật á? Đã bao giờ anh thấy tôi nói hai lời chưa? Thật ra chuyện công tác chỉ là cái cớ thôi. Chứ cậu ta muốn đi cùng... Thu về không? Sao anh biết chuyện này? Bao lâu rồi? Cũng được gần một năm rồi đấy. Cũng lâu phết đấy chứ nhỉ? Cậu ta không xứng với em đâu. Em có thể dùng anh để trả thù cơ mà. Anh chấp nhận hết. Mày làm gì với vợ tao thế? Bây giờ lũ đàn ông các anh là đứa khốn nạn. Này, cút ra đi cho tôi. Anh xin lỗi. Anh sẽ bỏ cô ta ngay. Tất cả là tại cô ta quyến rũ anh thôi. Anh xin lỗi mà. Anh là đàn ông mà. Tại sao anh làm mà anh không dám nhận? Những gì anh đang có hiện tại đều là của tôi. Anh không biết trân trọng nó hết. Thế anh cút đi. Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi. Anh mau cút đi cho tôi. Anh mau cút đi cho tôi. Anh cút đi. Anh cút đi cho tôi. Vợ ơi. Vợ. Anh sai rồi vợ ơi. Vợ ơi anh xin lỗi. Vợ ơi. Vợ mở cửa cho anh đi. Anh xin lỗi. Anh sai rồi vợ ơi. Vợ. Lên được tí nào. Tôi ghét nhất là ai thử thách sự kiên nhẫn của tôi đó. Anh đang làm cái gì đấy? Nhanh thì 6 tháng mà chậm mới là 1 năm. Đứa con dâu đầu tiên của nhà này ấy, thì phải gặp họa sát thân. Cô đừng có tưởng thứ cô nâng niu thì nó cũng là báu vật của người khác. Tao sẽ để được người linh ứng sớm thôi. Mẹ thích cái vòng này không? Con mua tặng mẹ nhá. Quá đẹp. Đeo lên cổ mẹ đẹp lắm đấy ạ. Xinh quá đi. Mẹ ơi, có ai bấm chuông cửa nhà mình ấy? Nó tới đấy, kẻ sát. Đây, để xem nha. Con chào mẹ ạ. Tới sao không báo trước để cho người ra đón? Con không dám làm phiền gia đình mình. Đúng rồi, có phải cành vàng lá ngọc gì đâu mà cần người đưa đón ạ. Phải rồi, so với con á thì sánh làm sao được. Thôi được rồi, dù sao thì cũng là dâu mới. Tôi sẽ phổ biến cho cô biết những cái nguyên tắc của nhà này. Nguyên tắc thứ nhất ý, là cô đi đâu, làm gì thì cô phải xin phép tôi, chứ không thể tự tiện ra vào cái nhà này được. Nguyên tắc thứ hai ý, là từ nay trở đi tất cả những cái việc trong nhà này đều do một tay cô phụ trách. Nguyên tắc thứ ba là tài sản của nhà tôi cô không được động vào một khi là chưa được phép của tôi. Hiểu chưa? Nghe rõ chưa? Gì? Trừng mắt nhìn con kìa. Bảo dân trí thấp thì tự ái. Thế nhưng mà cái thái độ của cô ấy là làm tôi mất mặt quá đấy. Thu đây, tôi coi nó như là con gái.
Chính vì vậy mà nguyên tắc thứ tư là cô phải biết tôn trọng và nghe lời nó, hiểu chưa? Nhưng mà tại sao con phải làm thế ạ? Tại sao ạ? Ấy là nguyên tắc. Cô chỉ biết nghe lời, cấm cãi, cấm thái độ. Nếu mà cô không làm được thì cô cút xéo về với con mẹ cô đi. Kiều Di, đừng nóng. Bây giờ mà đuổi nó về, bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển hết đấy ạ. Tôi nói cho cô biết nhé, không phải bỗng dưng mà cô bước chân được vào cái nhà này. Cho nên ý, cô phải biết an phận thủ thường. Đừng có dở cái bộ mặt khó chịu ra đây với tôi. Con rồi mẹ. Con trai của tôi về. Này này này, lại đây đã. Vợ của con tới rồi đây này. Anh Long. Em mới tới à? Dạ vâng, em mới tới. Em cũng tò mò muốn biết người con gái anh chọn trông sẽ như thế nào. Này, không mau chào hỏi đi. Đây là chồng của cô đấy. Thôi được rồi, con mệt rồi, con nghỉ đi ạ. Không thể nào hiểu nổi. Bục cầm mà. Gì? Có vẻ như cô ta chọc giận anh Long rồi đấy. Thật không hiểu nổi. Cô bị câm à? Đúng là cái loại nhà quê. Kiểng có thay chậu cũng không sang lên được tí nào. Thôi, ra đằng sau nhà. Cái phòng ở cạnh bếp đây là phòng của cô. Thay đồ đi, rồi dọn dẹp nhà cửa, nhanh lên. Con nói thật với dì, con không thể nào chịu nổi cô ta đâu. Con yên tâm, đây chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi. Thầy nói rất nhanh thôi, chịu khó nhé. Được rồi, vì dì, vì anh Long, con sẽ cố gắng chịu đựng. Sao tôi thấy ở cái nhà này việc gì mà cô cũng phải làm thế? Sao không thuê giúp việc đi? Chẳng nhẽ không tìm được ai à? À, hóa ra là mẹ tôi bắt cô làm việc như là người giúp việc có đúng không? Thì tôi thấy nó giống như là một cuộc mua bán mà. Gia đình anh giúp tôi trả hết số nợ mà tôi nghĩ cả cuộc đời này tôi chưa chắc có thể trả được. Nên là tôi làm mấy việc nhỏ nhoi này có to tát gì đâu. Tôi biết như thế này là cô phải chịu thiệt thòi rồi. Bản thân tôi cũng không hề muốn như vậy. Nhưng sức khỏe mẹ tôi yếu quá, cho nên tôi không muốn cãi lời bà. Mà tự nhiên anh đi kể mấy chuyện này với tôi làm gì? Đừng bảo là anh nhìn mấy hành động nhỏ đấy anh thương tôi rồi đi nhá. Mà cũng chính là vì tôi từ đầu đã chấp nhận cuộc hôn nhân này mà. Cô thật quá thẳng thắn đấy. Tính tôi vốn đã vậy rồi. Nếu mà ai có ơn với tôi, tôi sẽ trả và ngược lại. Thật thà, thường chỉ giúp họa thôi. Chẳng lẽ anh lại muốn tôi sống lươn lẹo? Đừng có bảo với tôi là anh có tình cảm với tôi rồi nhá. Này, tôi ghét nhất là ai thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy. Cô dám không? Anh đang làm cái gì đấy? Mẹ dậy rồi ạ. Mẹ ngồi đi mẹ. Con trai ăn sáng hả? À, dạ. Thôi, con no rồi ạ. Con đi làm đây. Con đã ăn gì đâu, đồ ăn vẫn còn nguyên mà. Thôi, con no rồi ạ. Này, cô lại đây. Cô nấu nướng cái kiểu gì mà con trai tôi nó không nuốt trôi được thế hả? Chồng con còn chưa ăn miếng nào ạ. Này này,
cô lại dám trả treo hả? Trông này trông nọ thế nào hả? À, cô không biết thân phận của mình à mà lại dám xưng hô cái kiểu ấy? Nếu mà mẹ không vui lần sau con sẽ không nói thế nữa. Cấm mồm, cấm không được gọi tôi là mẹ. Tôi cũng có phúc có đứa con dâu như cô. Dạ mẹ. Ơ cái con danh này. Ờ con nói nhầm. Con xin lỗi á, con mời mẹ ăn sáng. Ơ đấy, con mời bác ăn sáng á. Con chào gì? Ơ, con Sang đây à? Dạ vâng ạ. Ơ, ngồi đây ăn sáng luôn với gì? Dạ vâng ạ. Ơ, con còn đứng đây làm gì? Cho một suất nữa ra đây. Lẻ mẻ quá đi. Mời cô. Còn đứng đấy làm gì nữa, biến đi. Ăn đi cháu. Đúng là cái con nhà quê. Mang đồ ăn, chẳng có dao có dĩa thì ăn bằng cái gì chứ lại. Thôi kiểu gì, vừa mới sáng sớm đã bực tức rồi. Dì sắp điên lên rồi đây này. Cái con bé nhà quê suốt ngày chọc giận dì à? Chứ sao, nếu như không phải nó rước họa cho cái gia đình nhà này ấy, thì còn lâu nó mới bước chân vào đến cửa nhà dì. Thôi dì đừng nói thế, thì phải có nó mới có người gánh nghiệp cho con được chứ. Ừ. Con cũng đâu có muốn nhìn thấy anh Long thân mật với người con gái khác đâu ạ. Con đừng lo, thầy đã nói rồi, nhanh thì 6 tháng mà chậm thì 1 năm. Đứa con dâu đầu tiên của nhà này ý, thì phải gặp họa sát thân. Dì cũng phải thuyết phục mãi thằng Long nó mới chịu kết hôn giả để tránh tai họa đấy. Dì ơi, con nói thật nhá, dì có chắc chắn không? Con thấy 6 tháng trôi qua rồi nó vẫn chả làm sao cả. Một năm mà không xảy ra chuyện gì ý, thì bao nhiêu tai họa anh Long gánh hết đấy ạ. Yên tâm, thầy này nói đúng lắm. Thầy này linh nhất ở cái khu vực này đấy. Thì ra là vậy. Hóa ra các người chỉ cần một kẻ chết thay thôi sao? Con chịu khó chờ đợi nhá. Chuyện xong rồi nhá, dì sẽ tổ chức một cái đám cưới thật là linh đình để rước con dâu yêu quý của dì về nhà ấy nhá. Con yêu dì nhất trên đời ấy. Ừ, dì cũng yêu con nhất mà. Nhưng mà con chỉ lo lửa lần rôm lâu ngày. Làm gì có chuyện đó. Tính thằng Long như thế nào ạ? À? Dì biết chứ ấy. Ôi, cái thằng đấy đàng hoàng lắm con ạ. Dì giúp con nhá. Rồi, yên tâm mà. Để con mình lấy rượu cho dì. Không, thôi cứ ngồi đây, ngồi đây. Con Linh! Mang dĩa mang dao ra đây! Bác chào gọi con. Cô lấy dĩa dao ra đây cho tôi. Xem đó con hồng mách được bao lâu, cố nhịn một tí. Bây giờ dì vào thay đồ đi, con đưa dì ra ngoài ăn sáng cho ngon nhá. Ừ, chứ bà cái đồ này cũng không nuốt trôi được. Cái gì? Đây để tối đỡ. Sao anh lại uống nhiều thế? Tôi không sao, tôi uống ít mà. Ít cái gì mà ít? Người anh nồng nặc mùi rượu thế kia. Thôi anh ngồi đấy đi, để tôi vào pha nước giải rượu. Ừ,
Tại sao em cứ lạnh lùng với tôi như vậy? Em có biết là tôi thương em lắm không hả Linh? Anh đang nói nhảm cái gì đấy? Anh say lắm rồi đấy. Anh đừng có nhầm tôi với Thu. Không, tôi không nhầm. Linh ơi, tôi thương em. Anh thương em. Anh đang làm cái gì đấy? Con kia, tao cho mày vào nhà của tao để mày không có hiểu của tao à? Cậu, mày dám tát tao. Tại sao tôi lại không dám? Cô đừng có nhân cơ hội lúc anh ấy đang say xỉn mà cô muốn làm gì thì làm. Tôi muốn nói cho cô biết ấy, cô đừng có tưởng thứ cô nâng niu thì nó cũng là báu vật của người khác. Mày, Linh, Linh ơi, em sống đâu? Tao sẽ để cho người Linh cứng sống thôi. Không biết là đã giải quyết xong nó chứ nữa. Có chuyện gì mà cháu lo lắng thế? À không, con bình thường mà gì. Thu này. Dạ. Dì thấy một năm rồi mà tại sao ấy, lời thầy nói chẳng thấy linh nghiệm gì cả. Dì nói như thế là sao ạ? Mà không hiểu sao ấy, mấy hôm nay dì ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng nó cứ thấy bất an thế nào ấy. Dì cứ cảm như là mình có làm cái gì thất đức kia. Dì nói như thế có phải là định nuốt lời về con rồi không? À không, dì không có ý đó. Nhưng mà chuyện là thế này, sáng nay dì vô tình đọc được tờ báo, thấy thầy bị công an bắt vì tội mê tín dị đoan lừa đảo rồi. Thầy gì? Con xin lỗi, nhưng dì nói thế là như thế nào ạ? Thế chứ còn thế nào nữa. Nên là dì đang định bàn với thằng Long về cái chuyện con Linh ý. Giữ nó ở trong nhà này, dì thấy cứ cảm như là có cái lỗi thế nào ý. Kìa dì, dì phải tin thầy chứ, với lại dì không tin con ạ? Thì... con làm sao thế này? Con làm sao? Sao mẹ không hỏi con dâu hờ của mẹ đi, xem cô ta đã làm những gì? Con nói thế có nghĩa là chính vì cô ta muốn lời nguyền trong căn nhà này sớm thành hiện thực nên là cô ta đã thuê người đâm xe cho tôi chết. Nhưng mà không ngờ đúng lúc đấy anh Long anh lại xuất hiện. Trời đất ơi, con quỷ cái này. Tí đi thì mày giết chết con trai tao. Mày... Mẹ thôi đi. Tất cả chuyện này đều là do sự mê tín dị đoan của mẹ đấy ạ. Mẹ còn trách ai nữa hả mẹ? Kìa, mẹ không có ý đó đâu. Mẹ làm tất cả những việc này là chỉ vì con thôi mà. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhá. Người mẹ cần xin lỗi không phải là con đâu ạ. Mẹ biết không, gia đình mình đã nợ cô ấy quá nhiều, và con muốn bây giờ sẽ bù đắp tất cả cho cô ấy. Kìa anh Long, anh bị làm sao đấy? Em yêu anh cơ mà anh không thể đối xử với em như thế nữa. Cô thôi đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thay vì dùng mưu mô để hãm hại người khác thì cô hãy tự tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình đi. Mày mà con trai tao nó không làm sao, giờ thì mày cút đi. Không thì tao báo công an, gô cổ mày vào tù cùng với cái thằng thầy bói giỏm kia. Đi. Linh, mẹ xin lỗi con. Mẹ.
Từ nay hạnh phúc của con trai mẹ sẽ giao hết cho con.